Khánh My đáp trả fan của Trường Giang, các người cứ dùng lời lẽ độc ác rồi sẽ đến lúc hối hận. Khánh My cho rằng nếu cứ dùng những lời độc ác để nói về người khác sẽ có ngày hối hận. Sau khi lên tiếng tiết lộ mình từng được Trường Giang theo đuổi tán tỉnh xuống một thời gian dài, Khánh My bị nhiều người, đặc biệt là fan hâm mộ Trường Giang ném đá. Chiều ngày 10 tháng 5, Khánh My có buổi livestream chia sẻ với độc giả báo và thẳng thắn đáp trả những bình luận ác ý về mình. Miệng đời có thể giết chết một mạng người. Sau khi bạn lên tiếng về chuyện Trường Giang, nhiều người đặc biệt là fan của nam danh hài chỉ trích, nói bạn đang cố tình lợi dụng anh để nổi tiếng. Không sao, tôi nói rồi, đa số khán giả sẽ không hiểu. Nếu mọi người nghĩ như thế, cứ để mọi người nghĩ. Tôi không thể nào bắt người ta tin hay theo ý mình cả. Tôi không thể lay động cách mọi người suy nghĩ. Tôi vẫn là tôi, công việc và cuộc sống vẫn diễn ra bình thường. Nhiều người chỉ trích như vậy, bạn có bị ảnh hưởng tâm lý không? Tôi chỉ lên tiếng một lần vì không muốn có những tin đồn thất thiệt. Còn lại mọi người nghĩ sao tôi không quan tâm và chỉ mong mọi người quan tâm đến những sản phẩm tôi chuẩn bị ra mắt. Người ta nói ác nhất là miệng đời, mình sẽ không tự hại mình. Không bất cứ điều gì giết mình chết mà là miệng đời. Đó là lý do tại sao nhiều ngôi sao nước ngoài phải tự sát để có thể kết thúc cuộc đời mình, không còn bị dư luận chà đạp. Miệng đời tiếp tay hoặc gián tiếp giết chết một mạng người và cứ để mọi người làm. Đến một ngày nào đó, nghệ sĩ Việt Nam cũng gặp trường hợp như vậy, mọi người mới thấy mình ác đến mức nào. Tôi cũng chỉ nói vậy thôi vì mọi người không phải người trong cuộc, chưa chắc gì thần tượng mình đúng hoặc người nào đó tố đúng. Khi chưa biết được sự thật ai đúng sai, mình cứ đứng ở giữa, còn vô tình mình dùng những từ quá đáng độc ác. Nếu có chuyện gì xảy ra, mọi người sẽ hối hận và có hối hận cũng không kịp.